Là các bác em mới giới thiệu đến các bác là cái mẫu nồi inox 3,8 3,7 lít chứ. Em bán giá là 800 ngàn, nấu được từ, hình thức đẹp. Nồi gắt dày dặn nặng tốt. Thì em đã test nó kín hơi đó quá, nó đã tự động xả đó. Thì đây một cái mẫu nồi áp suất rất là mạnh luôn. Các bác nấu cháo rồi tầm 5 7 phút là nó nhừ tử luôn các bác. Giá là 700 ngàn, kính hơi 800 ngàn chứ. Kính hơi nè. Thì nồi mình đang tự động xả. Cái này là cái phần áp suất. Thì cái này em để lửa cao quá, nó kiểu như nó xả lên không kịp đó các bác. Bây giờ em để nước để thấp xuống tí rồi mình tự động xả, mình xả lấy cái này ra nè. Đó là mình xả thủ công để mình lấy cái nồi ra liền, là mình lấy cái nắp ra liền thì mình phải làm thao tác như vậy. Còn không thì mình cứ để nồi cho nó hoạt động bình thường, nó tự động xả. Thì từ lúc mà bắt đầu xả tới lúc tắt 5, 10, 15 phút tùy theo mình để cái vật dụng cứng mềm gì trong đây. Đó thì là có hiện tượng nó đang kêu cái tiếng xè 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 và nó xả hơi ra đó các bác, là đúng quy trình của nồi. Đó rồi thì mua thì cọc cho em 100, nồi là 800. Nồi là 800 ngàn đồng, cọc 100 còn 700 và tiền ship. Cọc là các bác trả tiền ship, chuyển khoản đủ em bao ship bảo hành 3 tháng. Đó, nè áp suất rất là mạnh nè các bác thấy không. Đó, ngon lành cành đào cho các bác chưa. Rồi kết thúc video nha.